Xin chào, xin chào những thính giả thân yêu của kênh Các Chuyện. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào nhỉ? Hãy cùng với Dâu Tây thư giãn một chút qua tập truyện ngày hôm nay nhé. Và nội dung buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 14 của bộ truyện Phu Quân Ngốc. Vậy là chúng ta đã đi gần đến chặng cuối của bộ truyện này rồi và hy vọng rằng các bạn sẽ đón nghe và đồng hành tiếp với Dâu Tây đến cuối bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, Dâu Tây xin gửi tới các bạn nội dung của tập 14 bộ truyện. Lúc này hiên viên hạo thành không biết chạy đi đâu đến tiến đến trước mặt tô mộ tịch tịch nhi tiểu linh nhi nói giang nam sắp xảy ra lũ lụt đồng loại của nó đều bay đến nơi này lũ lụt hắn có nghe phụ hoàng nói qua thực đáng sợ nước lớn sẽ bao phủ hết thảy mọi người giống thành nhi không thể bay đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người bọn họ không thể chết Phụ hoàng nói dân chúng hiên viên hoàng triều đều là con dân của ngài con dân giống như thành nhi là con của phụ hoàng nếu chết rất nhiều người thành nhi phụ hoàng nhất định sẽ thương tâm muốn chết nhưng việc này hắn không thể nói với phụ hoàng bằng không phụ hoàng khẳng định sẽ mắng hắn ngốc tịch nhi tin tưởng hắn cho nên hắn chỉ có thể nói với tịch nhi hơn nữa tịch nhi thông minh nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tôi mổ tịch bị kéo hồi nhìn về phía hiên viên hạo thành thấy hắn muốn nói lại thôi hỏi hạo thành muốn nói cái gì Gần đây Hạo Thành rất dụng tâm thượng công khóa, lúc này sao lại về sớm như vậy? Tịch Nhi à? Nàng nói với Phụ Hoàng chuyển dân chúng Giang Nam đến Hoàng Thành được không? Hoàng Thành lớn như vậy nhất định có thể ngủ rất nhiều người, cho dù Giang Nam bị nước lũ nhấn chìm, dân chúng cũng sẽ không có việc gì. Thôi mộ tịch ngẩn ra, không phải là Hạo Thành đã biết đi. Nhìn ánh mắt vô tội của hiên viên Hạo Thành, nàng nghiêm túc hỏi. Hạo Thành, có phải chàng biết Giang Nam sắp xảy ra lũ lụt không? ai nói cho chàng nàng biết là giang nam sẽ xảy ra lũ lụt là vì nàng trọng sinh mà thánh nhi từ đâu mà biết không phải là tôi mụ tịch kinh ngạc nhìn hiên viên hạo thành không hề tâm cơ gật đầu lên tiếng trả lời thánh nhi biết tiểu linh nhi nói cho tới bây giờ tiểu linh nhi sẽ không gạt ta nghe xong tôi mụ tịch đến nhớ tới dị năng của hiên viên hạo thành động vật vốn biết trước đó là năng lực sinh tồn hắn biết cũng không kỳ quái nhưng mà Hạo Thành như vậy không thể để Hiên Viên Hạo Dạ đã biết Hạo Thành việc này chàng không thể cho bất luận kẻ nào biết hiểu không Thành Nhi biết cho nên ta chỉ nói với mình Tịch Nhi thôi trước kia cùng Nữ và mẹ đều nói hắn là ngốc tử hắn không muốn nói cho bọn họ ngay cả đinh mẹ đối xử tốt với hắn nhất cũng không biết đâu Tơ Mộ Tịch cười nhéo nhéo mặt của hắn người này còn rất khôn khéo biết việc này không thể nói cho người khác nhưng mà nói dễ hơn làm Hạo Thành chẳng nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, rồi người đến đây là không có khả năng." Hiên Viên Hạo Thành buồn rầu sờ sờ đầu. "Tịch Nhi, chúng ta đi tìm Quốc sư gia gia được không? Ông là người thông minh nhất Hiên Viên Hoàng triều, nhất định sẽ có biện pháp, hơn nữa lời ông nói phụ hoàng nhất định sẽ tin tưởng." "Quốc sư gia gia thông minh nhất, bằng không ông làm sao có thể khiến phụ hoàng để Tịch Nhi làm vợ hắn, cho nên tìm Quốc sư gia gia nhất định đúng." Mắt Tô Mộ Tịch sáng ngời. "Đúng vậy, quốc sư nói hoàng thượng nhất định sẽ tin bằng không mình sẽ không làm được hoàng tử vi ánh sáng trong mắt lại diệt quốc sư đã mất tích nhiều năm hoàng đế đều tìm không thấy ông càng miễn bản chính mình cười khổ một chút hạo thành nhưng chúng ta tìm không thấy quốc sư ra ra ông ấy ẩn nấp rồi ai nói không tìm thấy dùng cái này có thể tìm được hiền viên hạo thành giống sờ sờ tiểu hải tử mà sờ sờ đầu tô mộ tịch xuất ra một cái hòm nhỏ thả ông bên mật Lấy lòng cười nói với tô mộ tịch Tịch nhi Dùng thứ này được Buổi tối quốc sư gia gia sẽ đến thần hy cung Ông đến đây Tịch nhi phải nói rất nhiều rất nhiều nhé Chỉ cần nàng làm cho ông ấy cao hứng Sẽ nói dùng chúng ta Tô mộ tịch nhìn hiên viên hạo thành Trong chốc lát ngật gật đầu Trong lòng nghi hoặc Vì sao hạo thành có thể tìm được quốc sư Theo nàng hiểu biết Quốc sư chỉ tiền nhiệm qua vài năm Đưa ra không ít đề nghị có lợi cho hiên viên hoàng triều Hoàng thượng có chút coi trọng ông, nhưng quốc sư không thích ham quyền thế, nàng tiến cung không bao lâu, quốc sư liền thần không biết quỷ không hay, tiêu thất. Hoàng thượng phái nhiều người đi cũng không tìm được ông. Nhìn về mặt hạo thành vô tội, tô mộ tịch nghĩ, quốc sư cùng hạo thành rốt cuộc có cái gì sâu xa. Đêm yên tĩnh, tô mộ tịch lại không buồn ngủ, quốc sư thật sự sẽ đến sao? Hạo thành đơn thuần đương nhiên sẽ không lừa nàng. Đợi thật lâu cũng không có động tĩnh, gặp hiên viên hạo thành ngủ cực trầm, người này sẽ không bị quốc sư. Tô Mộ Tịch còn không nghĩ xong, một thanh niên bướng bỉnh liền truyền vào. Người nữ nhi oa này không nên loạn tưởng, ta chưa từng lừa tiểu tử ngốc này. Tô Mộ Tịch hoảng sợ, hiên viên hạo thành xoa xoa mắt, đồng một phát ngồi dậy kêu lên. Quốc sư ra ra, người đã đến rồi. Hai người mặc xong quần áo liền đi ra ngoài, hiên viên hạo thành vừa thấy y liền bổ nhào lên người y. Quốc sư già già thật là lợi hại, Ngày càng trẻ, thời gian này, người đi nơi nào mà Thành Nhi rất nhớ người. Hiên viên Hạo Thành nhiệt tình như vậy, tôi mộ tịch bất đắc dĩ cười cười, quy củ hành lễ quốc sư. Tịch Nhi gặp qua quốc sư. Vẫn là nữ oa nhi có lễ phép, không giống tiểu tử ngốc này, chỉ biết vuốt mông ngựa. Kỳ thật tâm rất hưởng thụ, quốc sư nói xong, đẩy hiên viên Hạo Thành ra, tiểu tử ngốc này nhớ y, nhớ kẻ lông ấy, mỗi ngày ôm nữ oa nhi không biết vui vẻ đến mức nào tư mùa tịch lại hơi hơi phúc thân quốc sư quả khen hôm nay mạng muội tìm quốc sư tới là có việc muốn nhờ quốc sư khoát tay áo ta biết các ngươi muốn cầu cái gì không cần nói yên tâm đi chuyện giang nam ta sẽ nói với tiểu tử hoàng đế kia nói sao nghiêm túc người nữ oa nhi này kiếp trước chịu nhiều ất ức như vậy khó được ngươi còn có tâm tử bi viên thuốc này lão nhân cho ngươi đỡ phải tiểu tử ngốc này mỗi ngày nhớ thương Ăn vào ngươi an tâm sinh Hạ Long tử cho tiểu tử ngốc này, lão nhân cam đoan ngươi không có việc gì." Quốc sư nói xong, lấy một cái túi ném vào tay Tô Mộ Tịch, lại cảnh cáo nói, "Ngốc tiểu tử, đối xử tốt với nữ oa nhi, bằng không lão nhân liền mang nàng đi, để ngươi không tìm thấy nàng." Hiên Viên Hạo Thành nhẹ nhàng đẩy quốc sư ra, ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng. "Không cho phép, Tịch Nhi là thê tử của ta, ta đối xử với nàng tốt nhất, ai cũng không được mang đi, quốc sư già giá cũng không thể." Người cái đồ tiểu tử ngốc này, nếu không có lão nhân, người có thể lấy được nữ oa nhi sao? Vòng ẩn phụ nghĩa. Hai người làm cô đấu võ mồm, tô mộ tịch tạt sang một bên sốt ruột không có cơ hội nói, nàng còn muốn hỏi quốc sư vì sao y biết chuyện kiếp trước. Hai người ẩm mỹ xong rồi, tô mộ tịch muốn mở miệng. Tốt lắm, nữ oa nhi cũng đừng có hỏi nhiều, dù sao người kiếp trước đều có kiếp quả, nhưng mà... Có thể gả cho thành Nhi, người hết sức chân thành như vậy cũng là phúc khí của ngươi. An tâm sinh hạ đứa nhỏ, lão nhân cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Về phần dạ hoàng tử các ngươi chính mình xử lý. Nói xong, quốc sư giống một trận gió chạy. Ôi, đều do kiếp trước lão nhân y bị người lừa, mê man tỉnh lại hết thảy đều thay đổi không được. Cho nên, làm lại một lần nữa, quá trình tuy rằng gập gành, chỉ cần kết quả đúng thì tốt rồi. Tô mộ tịch trận mắt há hốc mồm. cô sư này cũng quá là mơ hồ đi. Nàng nghĩ cái gì? cô sư cũng có thể đoán được. Hiên viên hạo thành kéo tô mộ tịch đang ngốc ra đến giường, lấy hòm trong tay tô mộ tịch, mở ra lấy viên thuốc trắng noãn như ngọc phóng vào tay tô mộ tịch. Tịch nhi nàng mau ăn đi, nàng mau ăn đi. Giống như bảo bối, thế nào cũng phải cho vào miệng tô mộ tịch. Tô mộ tịch vừa há mồm, viên thuốc cũng đã trở xuống ít hầu, chỉ để lại một mùi thơm thấm và ruột gan gặp tô mộ tịch ăn dược ánh mắt hiền viên hạo thành đều hiếp lại thành đường chỉ tịch nhi ăn dược đứa nhỏ của hắn nhất định không có việc gì hắn đã nói hắn có biện pháp bảo hộ tịch nhi cùng đứa nhỏ dược đó thật chân quý giờ tịch nhi cũng ăn vào tịch nhi cùng đứa nhỏ đều bình an người khác hạ độc cũng không sợ hạo thành thuốc này thì có ích gì sao chàng lại muốn ta ăn nhìn hiên viên hạo thành sốt ruột tô mộ tịch hỏi bách hoa hoàn Tịch Nhi ăn sẽ không sợ người khác hạ độc hại đứa nhỏ. Hơn nữa khi Tịch Nhi sinh đứa nhỏ cũng sẽ thực thuận lợi. Thuốc này là bảo bối của quốc sư Gia Gia. Lần trước cho một viên vào miệng Thành Nhi. Thành Nhi đến giờ chưa từng sinh bệnh. Nhưng mà quốc sư Gia Gia cho Thành Nhi ăn rồi. Thành Nhi cầu ông ta như thế nào cũng không chịu cho Tịch Nhi một viên. Nói xong, thật cẩn thận nhìn tô mộ tịch. Hẳn năn trước không thể cho Tịch Nhi. Tịch Nhi có tức giận hay không? Tiểu giao quốc sư già già bất ngờ ném vào miệng hắn Làm hắn không có cơ hội cho tịch nhi Tô mộ tịch từ khiếp sợ hoàn hồn Vỗ vô đầu hiên viên hạo thành Tịch nhi sao có thể trách chàng được thành nhi đối xử với tịch nhi tốt nhất Hiên viên hạo thành ôm tô mộ tịch vào trong lòng An tâm nhắm hai mắt lại Một tháng sau Hiên viên Vinh Hy nghe xong quốc sư nói Tuy rằng nửa tin nửa ngờ Nhưng cũng không dám lấy vạn dân Ở Giang Nam hoài nghi quốc sư nói có thật hay không đem nửa bạc tô hồng diệu giao lên quyết định rời dân chúng cùng thu mua lương thực. Mà lần này, Hoàng thượng khâm định khâm sai là Hoàng tử hiên viên hạo dạ, mệnh lễ bộ thượng thư, giả nhữ sinh đi trước. Ấn hiên viên Hoàng triều lễ chế, có Hoàng tử xuất cung, công chúa Hoàng tử khác nhất định phải đưa tiễn, ý dụ huynh đệ tỉ muội hòa thuận ý. Sáng sớm, tiểu muội công chúa liền tới thần hy cung, hiên viên hạo thành cùng tô mộ tịch thu thập xong, ba người liền tiến đến cửa cung. Hiên viên hạo dạ đứng ở cửa cung vô cùng không vui. Giờ Giang Nam thời tiết khó chịu, phụ hoàng lại cho hắn đến Giang Nam di dân. Hắn cảm thấy kỳ thực không cần, lãng phí thời gian hắn mượn sức đại thần. Nhưng phụ hoàng hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải tỏng mệnh. Lúc này nhìn thấy hiên viên hạo thành cùng hiên viên hạo y đi ra, tức giận lại sông lên. Bọn họ dựa vào cái gì có thể an an ổn ổn đứng ở trong cung, mà chính mình phải đi Giang Nam. Phụ hoàng thật là bất công hiên viên hạo thành cũng mặc kệ hiên viên hạo dạ nghĩ như thế nào đi lên phía trước nói hoàng huynh xuất môn hết thảy cẩn thận tống mẹ ngươi đi ra hiên viên hạo thành nói không chút sợ hãi mặc cho ai nghe xong đều không thể hoài nghi tống mẹ không hiểu ra sao đứng ra hành lễ hiên viên hạo thành tiếp tục nói hoàng huynh tống mẹ là mẹ làm việc đắc lực nhất ở thần hy cung huynh tới giang nam thành nhi có chút lo lắng để tống mẹ chuẩn bị ăn mặc ở đi lại cho huynh được không trong lòng Hiên Viên Hạo Dạ cả kinh, tống mẹ rời đi Thần Hy cung sao được, lập tức nghĩ ra cớ cự tuyệt, không ngờ Hiên Viên Hạo Thành tự bước tiếp tục lên tiếng. "Hoàng huynh, đây là tâm ý của Thành Nhi, huynh mang theo tống mẹ được không?" Nói xong đáng thương nhìn Hiên Viên Hạo Dạ. "Không tốt, đương nhiên không tốt, vô cùng không tốt, nhưng mà không đợi Hiên Viên Hạo Dạ lên tiếng, Hiên Viên Vinh Hy đã lên tiếng trước. Dạ Nhi, tâm ý của Thành Nhi ngươi không thể cự tuyệt." Chậm nhìn huynh đệ các người hòa thuận, trong lòng cũng vui vẻ. Hiên viên hạo dạ giờ rất muốn đánh hiên viên hạo thành một trượng, tức chết hắn. Nhưng mà đương nhiên hắn không dám, chỉ có thể giả cười lên tiếng trả lời. Như thế, vi huynh tạ hoàng đệ có tâm. Tống mẹ này, không phải là bị tên ngốc phát hiện cái gì, nhìn hiên viên hạo thành vẫn là bộ dáng ngốc ngốc, nhìn ra cái gì hẳn là không có khả năng lớn. Hành động của hiên viên hạo thành làm cho tô mộ tịch ở một bên cũng kinh sợ. Tống mẹ là người của hiên viên hạo dạ, Hạo Thành cũng biết sao. Mọi người đều nghĩ sai rồi, kỳ thật không phải. Hiên viên Hạo Thành nghĩ vô cùng đơn thuần. Tịch Nhi không thích tống mẹ, nếu Tịch Nhi có hải tử của Thành Nhi. Nhìn thấy người mình ghét trong lòng khẳng định sẽ không vui. Hơn nữa, tống mẹ luôn ở trước mặt Tịch Nhi nói tốt cho Hoàng Huynh. Hắn đều nghe được vài lần. Tống mẹ thích Hoàng Huynh như vậy, để cho tống mẹ rời Hoàng Cung đi theo Hoàng Huynh tới Giang Nam thôi. Như vậy không phải mọi người đều sẽ vui mừng sao? Đoàn người còn nói chút lời khách sáo. Hiên viên hạo dạ nhìn tô mộ tịch bình tĩnh bên cạnh một cái, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Hiên viên hạo dạ vừa đi, tô mộ tịch liền cảm thấy chóng váng đầu óc vô lực. Hiên viên hạo thành lập tức chú ý tới tô mộ tịch khác thường. Tịch nhi, nàng làm sao vậy? Có phải không thoải mái không? Không không, tô mộ tịch lập tức ngã vào lòng hiên viên hạo thành. Tịch nhi, tịch nhi, hiên viên hạo thành rốt ruột hô vài tiếng, tô mộ tịch cũng không lên tiếng trả lời. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều nghe tiếng để hiên viên hạo thành mang tô mộ tịch trở về thần hy cung, gọi Lưu Thái Y tới. Lưu Thái Y đi vào đoàn người ở bên ngoài thất chờ. Không bao lâu, Lưu Thái Y đi ra, vẻ mặt vui mừng quỳ xuống. Chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương. Thành hoàng tử phi thân thể không lo ngại là có thai hơn một tháng là hỉ mạch. Lưu Thái Y thật không ngờ, thành hoàng tử này mặc dù ngốc chút, nhưng chuyện nên làm cũng sẽ làm, quả nhiên người không thể xem tướng mạo các cung nữ mẹ quỷ thân chúc mừng chúng đô tì chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương hiền viên vinh hy cùng lâm ánh nguyệt thân phận tôn quý đế hậu tròn váng trong chốc lát lấy lại tinh thần vui vẻ hết biết bọn họ có tôn tử thánh nhi có đứa nhỏ động phòng không cần bọn họ quan tâm hiền viên hảo y ở một bên cười hát vui vẻ nhất hoàng tẩu nhanh có như vậy đều là công lao của nàng một hồi lâu mọi người mới tĩnh tâm Hoàng hậu nương nương lên tiếng hỏi Lưu Thái Y Vừa rồi tịch nhi té xỉu Thân thể có gì không khỏe sao Muốn ăn lót dạ hay không Lưu Thái Y đáp Hồi Hoàng hậu nương nương Thành hoàng tử phi thân mình không ngại Chỉ là vừa rồi đứng dưới mặt trời lâu lắm Thời tiết lại nóng Thần khai phương thuốc thành hoàng tử phi ăn vào Sẽ vô sự Lúc này Hoàng hậu nương nương mới yên tâm Làm phiền Lưu Thái Y Vận nhiễm Đem Ngọc Như Ý lần trước duyệt quốc đưa tới thưởng cho Lưu Thái Y Lưu Thái Y. Về sau Tịch Nhi, người toàn phụ trách, đợi Tịch Nhi bình an sinh hạ thai nhi, bản cung sẽ có thưởng lớn. Hiên viên hạo dạ mặc dù đã đi, nhưng khó bảo toàn đỗ chính tông cùng trưởng công chúa sẽ không hại Tịch Nhi, cho nên còn phải cẩn thận khắp nơi. Vâng, thần sẽ tận tâm tận lực, chắc chắn để thành hoàng tử phi bình an sinh hạ Long Tôn. Lưu Thái Y biết, hộ thai không phải là dễ làm, làm không tốt cả nhà đều bị giết, nhưng mà nghĩ đến chuyện huyết yến lần trước lại yên tâm không ít. Thành hoàng tử phi là người thông minh, hơn nữa tự có biện pháp bảo hộ, muốn hại nàng chỉ sợ cũng phải suy nghĩ kỹ. Ừ, làm phiền Lưu Thái Y. Đúng rồi Lưu mẹ, người mang vài người đến tô phủ báo hỉ cho bọn họ. Tô gia sợ cũng lo lắng việc này, không có cha mẹ nào không lo con mình chịu ất ức. Vương Hương Tứ cùng Tô Thanh Nghiệp dạy tịch nhi tốt như vậy, nàng hẳn nên cảm tạ bọn họ, không để bọn họ quá lo lắng mới đúng. Lúc này, hiên viên hạo thành còn ngây ngốc ngồi bên giường, một bàn tay lôi kéo tô mộ tịch, tay kia thì muốn đắp lên bụng tô mộ tịch, lại sợ ấn hỏng hài tử bên trong cho nên vẫn cứng ở đó không dám động. Bộ dáng kia miễn bản bối rối bao nhiêu. Tịch nhi mang thai trong bụng có hải tử, không bao lâu sẽ có đứa nhỏ gọi hắn là cha, gọi tịch nhi là nương. Nghĩ như vậy, hiên viên hạo thành cảm thấy thật tốt. Tô mộ tịch ngủ một hồi lâu mới tỉnh lại, gặp hiên viên hạo thành giơ một bàn tay buồn cười như vậy kỳ quái hạo thành chàng giơ tay cao như vậy làm gì muốn lấy gì à lúc này hiên viên hạo thành mới tử ngây ngô lấy lại tinh thần đáng yêu sờ sờ đầu đáp tịch nhi thành nhi muốn sờ sờ hài tử ở trong bụng tịch nhi nhưng mà thành nhi sợ ấn hỏng nó nói xong đáng thương nhìn tô mộ tịch hắn rất muốn sờ đối với thân thể của chính mình tô mộ tịch có để ý nhưng nguyện sự mới ngừng một tháng nàng cũng không dám xác định Chẳng lẽ vừa rồi nàng té xỉu Thái Y đã muốn xác nhận Hạo Thành Có phải Thái Y nói tịch nhi có thai hay không Hiên viên Hạo Thành gật đầu Nhất thời tô mộ tịch bị mừng như điên vây quanh Đặt tay lên bụng Nàng sắp làm mẫu thân Đứa nhỏ con nhất định phải bình an sinh ra Nương nguyện ý mất đi tất cả Để bảo vệ con Sống hai thế Lần đầu tiên tô mộ tịch có tâm tình như vậy Kéo tay hiền viên Hạo Thành phóng tới bụng Tô Mộ Tịch không nói gì, ánh mắt hồng hồng lại mang ý cười nhìn hiên viên Hạo Thành. Hạo Thành cùng đứa nhỏ đều là kiếp trước nàng mất đi. Hạo Thành lúc này đây, ta nhất định sẽ vì chàng sinh hạ rất nhiều hải tử đáng yêu, cùng chàng an an ổn ổn tiêu sái cả đời. Hiên viên Hạo Thành muốn rút tay về lại bị Tô Mộ Tịch kéo lại, khó xử bối rối hỏi. Tịch nhi, sẽ không ấn hư hải tử bên trong chứ? Nó rất nhỏ giờ còn không được như muội muội trước đây đâu, Thánh Nhi sợ. Nghĩ đến cánh tay cánh chân nhỏ díu của mỗi mỗi lúc sinh ra, mềm nhũn, hắn cũng không dám dùng sức. Càng đừng nói hải tử bây giờ còn không được như lúc muội muội sinh ra. Tô mộ tịch nhéo nhéo mặt hiên viên Hạo Thành, giờ khóc giờ cười lên tiếng trả lời. Hạo Thành đừng sợ, hải tử ở trong bụng tịch nhi có tịch nhi che chở, sẽ không yếu ớt như vậy đâu. Ấn hỏng, người này xem bụng của nàng là giấy sao? Được tô mộ tịch khẳng định, lúc này hiên viên Hạo Thành mới nhẹ nhàng sờ sờ bụng của tô mộ tịch, sợ trong chốc lát nghi hoặc than thở. Hải tử, lúc nào con mới ra đây? Tô một Tỷ cợi khóe môi cười cười. Người này mới vừa rồi xử lý tống mẹ, nàng còn tưởng rằng hắn đột nhiên thông suốt, không ngờ lúc này vẫn ngốc như vậy. Nhưng mà, nàng thích Hạo Thành ngốc như thế, như quốc sư nói, Hạo Thành có thứ đáng chân quý nhất, đó là tình cảm hết sức chân thành. Qua hai tháng nữa, Hải tử mới có thể chậm rãi động, Hạ Thành phải đếm kỹ từ ngày đó. Ừ, Thành Nhi sẽ ngoan ngoãn đếm. Thần Hy Cung, giá như Lâm quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Vì sao? Rõ ràng nàng thành thân với dạ hoàng tử trước, nhưng nàng dùng hết biện pháp cũng không thể mang thai. Mà tô mộ tịch lại dễ dàng có bầu, giờ toàn bộ hoàng cung đều xem nàng ta là bảo bối, quả nhiên là tiện nhân bại hoại. Giờ đắc ý cái gì? Thành hoàng tử là ngốc tử, khó đảm bảo sẽ không sinh một tên ngốc. Đáng giận là hai tiện nha đầu bên người hiên viên hảo dạ lại dám có bầu các nàng bỏ lên giường dạ hoàng tử khi nào tức chết nàng hai tiện nhân kia thật không biết xấu hổ nàng cẩn thận suy nghĩ như thế nào thu thập hai tiện nhân kia Vi mẹ lạnh lùng nhìn dài như lầm nổi điên nữ nhân ngốc dại dột muốn chết không có mẫu gia cường thế lại không có thủ đoạn còn vọng tưởng dạ hoàng tử độc sùng không biết lượng sức dùng ánh mắt dài sử nha hoàn bên cạnh vi mẹ liền rời khỏi nội điện tư mộ tịch sao có thể mang thai không phải tống mẹ đã thể gian sắt nói kế hoạch thành công sao không được việc này phải mau bẩm báo cho chủ nhân rất nhanh vì mẹ liền truyền tin tức đưa đến lỗ tai nàng nữ tử vừa nghe tin tức liền biết kế hoạch của tống mẹ thất bại hàn quang trong mắt ngưng lại đồ vô dụng giữ để làm gì gọi người đưa tin cho hiền viên hảo dạ để tống mẹ chết ở giang nam không cho phép nàng trở lại nhìn sắc mặt nữ tử vạn vẹo nam tử đứng ở bên cạnh nhìn thật lâu mới lên tiếng sư muội sao muội phải làm như vậy dạ nhi là con thân sinh của hắn dù hắn không để dạ nhi làm hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi dạ nhi tiếp tục nữa sẽ chết bao nhiêu người vô tội hơn nữa nếu kế hoạch bọn họ thất bại đến lúc đó dạ nhi cùng trọng ảnh môn sẽ có kết cục thế nào hắn có chút không dám tưởng nữ tử vừa nghe nam nhân nói mắt oán hận nhìn ngoài cửa rổ thật lâu sau mới sâu kiến trả lời sư huynh ta chỉ giúp dạ nhi đoạt lại thứ thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế vốn là của hắn không có lâm ánh nguyệt đỗ chính liên ta cùng dạ nhi cần gì đi đến bước này không có Lâm Ánh Nguyệt, ta sẽ là hoàng hậu, Dạ Nhi là thái tử, giờ hết thảy đều bị đoạt đi rồi. Chỉ cần Dạ Nhi chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta tất nhiên muốn cho Lâm Ánh Nguyệt cùng nghiệt trùng nàng sinh hạ đều chết không tử tế. Nếu sư huynh không muốn giúp ta, như vậy, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng dù chết ta cũng phải đấu đến Lâm Ánh Nguyệt không chết không ngừng. Bị đoạt ngôi vị hoàng hậu, ngôi vị thái tử của Dạ Nhi, còn mấy năm nay không thể lấy chân diện mục mà sống, cùng thống khổ không thể nhận như thân nhân nàng đều phải tính lên đầu lâm ánh nguyệt cùng hiên viên vinh hy nàng nhất định phải để cho bọn họ đều chết không được tử tế lãnh kỳ duệ kinh ngạc nhìn đỗ chính liên bị cửu hận khống chế không khỏi hoài nghi lúc trước hẳn vì tư tâm cứu sư muội có phải làm sai hay không để lâm ánh nguyệt làm hoàng hậu là năm đó tiên hoàng hạ ý chỉ có quan hệ gì đến lâm ánh nguyệt về phần hoàng thượng bất công yêu một người vốn là vậy hơn nữa nếu không phải sư muội vốn hạ động lâm ánh nguyệt hoàng thượng sao có thể tuyệt tình đến vậy. Trước kia hắn nghĩ yêu một người không chiếm được là thống khổ, cũng không ngờ người yêu tại trước mặt nhưng nàng lại hận cả hiên viên hoàng triều, cảm giác càng đau lòng. Thôi, cứu đều cứu, có thể không giúp nàng sao? Sư muội muốn ta làm gì? Sư huynh, ta biết thuật dịch dung của huynh là thiên hạ đệ nhất, sư muội cầu huynh dịch dung thành quân vô thường. Thầy dạ nhi cầu hoàng thượng thái tử vị, không có quân mạc dầu nàng có biện pháp làm cho quân vô thưởng duy trì dạ nhi lãnh kỳ dệ gật đầu chuyện này ta sẽ xử lý chuyện tô một tịch bữa định làm gì giờ nàng mang bầu thần hy cung sẽ tầng tầng chấn muội muốn phá thai chỉ sợ là không có khả năng lãnh kỳ dệ nói lời này là không muốn đỗ chính liên lấy thân phạm hiểm tuy rằng nàng cũng học xong thất bát phần thuật dịch cung nhưng tiến thần hy cung vẫn vô cùng nguy hiểm đỗ chính liên cười lạnh nói sư huynh Ta sẽ không ngu như vậy, ta đã sớm nghĩ. Khương Thái Hậu đã qua đời, không phải có một ca ca kêu Khương Minh sao? Khương thị gia tộc tuy rằng không huy hoàng hiện hách bằng trước, nhưng nói thế nào thì cũng là hoàng thân. Chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, hiên viên Vinh Hy khẳng định sẽ không cự tuyệt. Lãnh kỳ duệ thầm than tâm kế của Đỗ Chính Liên. Ngay cả Khương gia nàng đều tính kế đến, nhịn không được tò mò rút cuộc nàng muốn làm thế nào. Sư muội, chừng nào thì mỗi liên hệ với Khương gia, hơn nữa bọn họ cùng với thần hy cung có quan hệ gì? Đỗ Chính Liên đã sớm tính tốt đường khi mà tống mẹ không thành công. Khương gia là một quân cờ nàng đã sớm tính kế. Khương Minh có nhất phòng thiếp thất, có chút được dụng ái. Sinh một thứ nữ tuy rằng không thông minh nhưng Khương Minh dùng còn hơn đích nữ được nhận là con Khương phu nhân. Lợi dụng nàng trừ bò, tô một tịch cùng đứa nhỏ trong bụng, nàng ta sẽ thành hoàng tự phi. Ngươi nói chuyện này nàng có làm không? Hơn nữa thân phận vị thiếp kia của Khương Minh ta rất rõ, các nàng sẽ dễ làm chuyện. Hai năm trước, nàng từng tiến vào Khương Phủ, thứ nữ kia nàng gặp qua, nhìn ngốc đáng yêu kỳ thực là kẻ có tâm kế. Kê đơn mẹ cả tận tâm phụng dưỡng, lúc này mới được Khương Phu Nhân cho phép được danh nghĩa con mẹ cả. Bằng không Khương Phu Nhân có nữ nhi còn nhớ đến đích nữ làm gì. Nàng vào cung dùng tâm kế, hiên viên hạo thành này chỉ sợ không trúng chiêu không được. Sư mội quyết định là tốt rồi, ta đi trước chuẩn bị. Hắn làm sao có thể yêu nữ nhân như vậy? Trong mắt hiện lên một bóng dáng tuyệt mỹ, trong lòng có chút chần chừ Hắn chấp nhất có phải là sai lầm rồi không? Ánh mắt đỗ chính liên chợt lóe từ phía sau ôm lấy lãnh kỳ duệ Sư Huynh, Huynh giúp ta được không? Liên chỉ đáp ứng Huynh, chỉ cần dạ nhi chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ cùng Huynh lưu lạc giang hồ, Huynh trở liên nhi một chút, có được không? Giọng nói hoàn toàn bất đồng vừa rồi, nhu nhược lại khẩn cầu. Đỗ chính liên diễn màn này là vì nàng nhận ra lãnh kỳ dị có chút dao động. Chỉ có thể sự xuất kế vây khốn hắn. Nếu không có trọng ảnh môn duy trì, mình cùng dạ nhi căn bản nửa bước cũng khó đi. Trọng ảnh môn tuy rằng chỉ có 10 người, nhưng 10 người đều là cao thủ dịch dung. Thiếu bọn họ thì làm sao khống chế hiên viên hoàng triều đại thần. Lúc này cảm xúc trong óc lãnh kỳ dị loạn thành một đoàn. Xoay người ôm đỗ chính liên vào trong ngực. Hắn đời này liền rơi vào tay nữ nhân ngoan độc. Liên Nhi, ta sẽ trở muội. Ánh mắt Đỗ Chính Liên trong lòng hắn lạnh như băng. Dạ Nhi thành hoàng đế, ta là thái hậu, làm sao có thể cùng ngươi lưu lạc giang hồ, đừng có ngu. Nhưng mà, ngươi nằm mộng mới có thể hoàn thành giấc mộng của ta không phải sao? Thần Hy Cung, lúc này hiên viên hạ thành hóa thân làm tiểu nô lệ bưng một chén tổ yến vào nội điện. Tịch, tịch nhi, tôi một tịch đang xem sách lười biếng ngừng đầu. Làm sao vậy, Tí nhi nàng mau tới uống tổ yến, đây là mẫu hậu để người ta hầm. Hiền viên Hạ Thành thật cẩn thận bưng tổ yến đến trước mặt tô mộ tịch để nàng uống. Mang thai hơn 2 tháng, tô mộ tịch thật không có nôn ngén. Nhưng mà, mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều để nàng uống mấy thứ bổ thân, nàng cảm thấy giờ mình đã ngấy. Tuy rằng hoàng hậu nương nương để nàng uống đại bộ phận bị nàng buộc hiên viên Hạo Thành uống. Hạo Thành, về mặt tô mộ tịch không có ý tốt mà nhìn hiên viên Hạo Thành cười, Hiền viên hạo thành không rõ Tuy rằng cảm thấy tịch nhi cười là lạ, lạ Mắt to sáng người vẫn tín nhiệm nhìn tô mộ tịch hỏi Tịch tịch nhi sao vậy Ánh mắt tô mộ tịch vòng vo chuyển Học hiền viên hạo thành làm nũng đáng thương chu miệng Hạo thành chàng giúp tịch nhi uống tụ yến được không Kiên định lắc đầu Không được Mẫu hậu nói đây là chuẩn bị cho nàng Thành nhi không thể uống Mẫu hậu nói tịch nhi uống thứ này Thì đứa nhỏ trong bụng mới có thể mập mạp lôi kéo ống tay áo hiên viên hạo thành lắc lắc tiếp tục làm nũng nhưng mà hải tử trong bụng tịch nhi nói không muốn uống cho phụ thân uống cô có phải chàng không thích tịch nhi cùng với cả bánh bao hay không không cho nên là mới cứng rắn muốn tịch nhi uống nói xong Tô mộ tịch ôm bụng đáng thương nhìn hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành nóng này lau nước mắt cho tô mộ tịch đáp tịch nhi được khóc Thành nhi uống mà thánh nhi lập tức uống đây nói xong Luyên thuyên vài câu liền uống xong tổ yến Tô Mộ Tịch vừa lòng gật đầu. Ừ, không sai, lần sau tiếp tục dùng chiêu này lừa Hiên Viên Hạo Thành uống mấy thứ này, đáng thương Hiên Viên Hạo Thành cứ như vậy bất tri bất giác bị Tô Mộ Tịch tính kế. Đang muốn tiến nội điện Hiên Viên Hạo y lắc đầu, hoàng huynh nhà nàng đời này nhất định bị hoàng tẩu ăn gắt gao, nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay đến, Hiên Viên Hạo y đi vào kêu lên, "Hoàng huynh, hoàng tẩu." Tô Mộ Tịch nhìn thấy Hiên Viên Hạo y lên tiếng trả lời, "Tiểu công chúa sao lại đến đây?" Lúc này không phải hẳn là tại Quan sư cung sao?" Nghe Tô Mộ Tịch hỏi, Hiên Viên Hạo Y có chút chần chừ, vừa mới nghe được chuyện hẳn nên nói với Hoàng Tẩu đi, nghĩ nghĩ đáp, "Hoàng Tẩu, không có việc y nhi không thể tới Thân Hi cung à? Nhà đầu muội kia, cái mệnh nhỏ nhắn càng ngày càng không buông tha người, biết rõ ta không phải có ý này mà." Hiên Viên Hạo Y cười cười, lên tiếng trả lời, "Cũng không có gì." Khương phu nhân tiến cung gặp mẫu hậu nói muốn để nữ nhi nhà nàng tiến cung học lễ nghi, ta thấy không có chuyện gì liền đi ra. Nói đến nữ nhi nhà nàng, ta cảm thấy tò mò, rõ ràng nói là có chút ngơ ngác ngây ngốc, nhưng có thể khiến Khương phu nhân còn yêu thích nàng. Rồi còn nhân lấy danh nghĩa là vì đích nữ, bản công chúa muốn nhìn một chút nữ nhi này đáng yêu đến mức nào mới có thể làm Khương phu nhân thích như vậy. Nói đến đây, Hoàng Tẩu hẳn đã hiểu rõ. Khương gia diễn màn này sợ không chỉ đơn giản tiến cung học lễ nghi. Hiên viên hạo dạ giờ không trong cung, khẳng định là hướng về phía Hoàng Huynh. Ánh mắt tô mộ tịch lóe lóe cười nói. À, có chuyện này. Không ra, nàng rất ít chú ý, không biết nhà bọn họ muốn xuống diễn màn gì. Đúng vậy, y nhi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng một thứ, nữ nhi tạc danh nghĩa mẹ cả, còn có thể làm Khương phu nhân tự mình đến chỗ mẫu hậu, mặt mũi cũng thật không nhỏ. Hiên viên hạo y có chút tâm tư hơn người cùng tuổi, kỳ quái trong đó nàng cũng nhìn ra không ít người khác có liên quan gì đến Hiên viên Hạo y nàng, đời này nàng chỉ nhận Tô Mộ Tịch làm hoàng tẩu." Tô Mộ Tịch cười cười, "Tiểu công chúa lo lắng cái gì, tiến cung không phải sẽ biết sao? Hơn nữa, Khương gia này dù sao cũng là hoàng thân, cô nương kia tốt hay xấu coi như là đích nữ, Khương phu nhân muốn cho nàng tiến cung học quy củ cũng là đương nhiên, chúng ta ở trong cung không thiếu nhất đó là mẹ dạy lễ nghi." Hoàng Tẩu nói cũng đúng, nếu mà cô nương kia muốn học Đến lúc đó ta cho quý mẹ cùng dung mẹ đi dạy nàng. Không đến 3 tháng cam đoan nàng học được tất cả lễ nghi của hiên viên Hoàng Triều. Hiên viên Hạo Y cười đến vô cùng sán lạn, đồng tình với người không hay ho kia muốn chết. Hiên viên Hạo Thành bưng bát đi ra ngoài, trong lòng hơi sợ. Mỗi lần muội muội cưới vui vẻ như vậy trong cung liền có người gặp tai ương. Tô Mộ Tịch mang thai 3 tháng thì bụng bắt đầu lộ ra, Ngoại trừ việc bị ngất lúc trước thì thân thể cũng không có gì đáng lo ngại. Tô Mộ Tịch cảm thấy không có gì, nhưng Hiên Viên Hạo Thành rất nôn nóng, trừ bản thân hẳn ra, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Tô Mộ Tịch. Có người tới gần một chút sẽ bị hắn đẩy ra, nói là sợ bọn họ chàm vào thì sẽ mất đứa nhỏ bên trong bụng Tô Mộ Tịch. Mỗi lần mà Tô Mộ Tịch nghe hắn dùng thanh âm non nớt để giảng đạo lý cho người khác, nàng vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động. Ngày hôm đó, khí trời vẫn còn rất nóng, Thư Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành ngồi ở trong đình lý, Hiên Viên Hạo Thành gật gù đắc ý đọc thơ, thỉnh thoảng Tô Mộ Tịch kiểm tra một hai câu, trong đình lý tản ra một bầu không khí vừa ấm áp lại yên bình. Một cô gái, một cô nương xinh đẹp đi phía sau nàng là một nha hoàn thông minh, nha hoàn nhìn cảnh tượng trong đình lý lên tiếng. "Tiểu thư, người không qua Thịnh An thành hoàng tử sao?" Thật vất vả mà hai ma ma mới cho nghỉ ngơi một chút Lần sau nhất định không có cơ hội đâu. Cô nương này là người mà Khương phu nhân vào cung thỉnh cầu mấy lần, Hoàng hậu nương nương mới cho phép tiến cung học lễ nghi, Khương Ngọc Lộ. Lúc này khuôn mặt vấn nộn tràn đầy hâm mộ, nhìn hướng đình Lý, Thành hoàng tử đối với hoàng tử phi thật tốt, nhưng bọn họ không thích mình thì sao? Bất an hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi nói Thành hoàng tử cùng với cả Thành hoàng phi có ghét ta không? Ngươi xem bộ dáng ta ngốc nghếch thế này." Nói xong khuôn mặt vấn nộn lo lắng cúi thấp nhìn rất là đáng thương. Tiểu thư của ta tốt như thế, bọn họ nhất định sẽ thích người. Không phải ở Khương Phủ mọi người đều coi người là bảo bối bảo vệ người trong lòng bàn tay, sợ người chịu ủy khuất sao? Tiểu Thanh đối với tâm tư của tiểu thư hiểu rất rõ. Lão ra hơn 50 tuổi thì tiểu thư mới ra đời. Hơn nữa Di Nương lại được sùng ái. Chính mình lại luôn giả bộ nên mới có thể trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của phu nhân. Quan trọng nhất chính là tiểu thư nhìn như ngốc nghếch đáng yêu, Thực ra làm chuyện gì đều có kế hoạch rõ ràng. Nhìn bộ dáng Thành hoàng tử, Cưng chiều hoàng tử phi, chuyện tiểu thư nghĩ muốn phá hoại tình cảm của bọn họ quả nhiên không dễ. Nhưng Tiểu Thanh cũng nguyện ý giúp đỡ nàng. Tiểu thư là giả ngốc, nhưng Thành hoàng tử lại ngốc thật, có thể biết cái gì là yêu sao? Nếu tiểu thư thuận lợi trở thành hoàng tử phi, không phải chính mình sẽ được thả tự do sao? Đến lúc đó nàng cũng vừa tròn 20 tuổi cũng có thể tìm một gia đình tốt để gả đi không cần nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống. Tiểu Thanh, Người thật lanh lợi hoạt bát, không giống ta ngốc nghếch không biết lấy lòng người khác. Dứt lời, Khương Ngọc Lộ còn thẹn thùng đỏ mặt, bộ dạng kia quả thật điềm đạm đáng yêu, nam nhân bình thường thấy nhất định sẽ đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, hiền viên hạo thành không phải nam nhân bình thường. Tiểu Thư, người làm sao có thể nói mình như thế chứ? Ở trong lòng Tiểu Thanh, Tiểu Thư là tốt nhất, người nhanh đi thỉnh an hoàng thành thành hoàng tử đi tiểu thanh nói xong liền đỡ khương ngọc lộ đi đến đình lý dù chủ tử của nàng có như thế nào thì nàng cũng phải định bợ chút không phải sao tô mộ tịch đang muốn bưng trà lên uống thì tay hơi dừng lại một chút đúng là cô nương này chạy đến đây có thể ung dung cùng thuộc hạ chạy tới nơi này là gan cũng không nhỏ nàng thật muốn biết muốn biết là vì sao khương ngọc lộ có thể từ vị trí thứ nữ mà trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của khương phu nhân Tô mộ tịch nâng tách trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm thương ngọc lộ đi vào đình sợ hãi tiến lên hành lễ ngọc lộ thịnh an thành hoàng tử hoàng tử phi thịnh an xong cũng không đứng dậy vẫn duy trì động tác thịnh an đôi mắt to tròn bất an nhìn tô mộ tịch nghe được thanh âm của người khác hiền viên hạo thành đang đọc thơ cũng ngừng lại nghiêng đầu nhìn khương ngọc lộ hỏi ngươi là ai vì sao lại đến nơi này cô đường này tới đây làm gì nhìn bộ dáng đáng thương như bất ai bắt nạt nàng nhưng vì sao nàng còn không đứng dậy? Ngọc Lộ là nữ nhi Khương Gia tiến cung để học lễ nghi, nhìn thấy thành hoàng tử cùng hoàng tử Phi ở đây liền tới thỉnh an. Khương Ngọc Lộ đáng thương nhìn hiên viên hạo thành, vì sao hắn không đỡ mình đứng dậy? Tương mộ tịch ngồi ở một bên nở nụ cười thản nhiên. Không cần đa lễ, ngươi đứng lên đi. Vẻ mặt này, ngày nào cũng thấy trên mặt hạo thành, nhưng nhìn biểu tình này trên mặt của Khương Ngọc Lộ có chút không được tự nhiên. Cô nương này có lẽ không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cương Ngọc Lộ lo lắng nhìn hiên viên Hạo Thành liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn không nói không rằng chỉ có thể tự mình đứng lên. Ngọc Lộ tạ ơn Thành Hoàng Tử Phi, vì sao Thành Hoàng Tử Phi có thể như vậy, Thành Hoàng Tử còn chưa nói gì mà. Thời gian ở chung với tịch nhi bị quấy nhiễu, hiên viên Hạo Thành rất không vui, biểu môi lên tiếng. Người thịnh an xong rồi, có thể lôi xuống. Không thể để cô nương này đến gần tịch nhi, Chẳng may nàng làm hại đứa nhỏ trong bụng tịch nhi thì làm sao bây giờ? Lưu Thái Y nói dưỡng thai rất quan trọng. Đứa nhỏ mới được 3 tháng, cái việc gọi là dưỡng thai còn chưa có bắt đầu. Khương Ngọc Lộ nghe thấy lời này của hiên viên Hạo Thành, hai tay đặt ở phía trước sàn lấy nhau, hai mắt to tròn lấp lánh ánh lệ, hỏi Ngọc Lộ làm sai cái gì mà khiến cho Thành Hoàng giận sao? Người nói Ngọc Lộ nhất định sẽ sửa, có phải là tại bộ giá ngốc nghếch của Ngọc Lộ không? Vẻ mặt như vậy người khác nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Hiên viên hạo thành nghiêng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói. Người là nữ nhi của Khương Minh cựu gia đúng không? Cựu gia già Thạnh nhi đã gặp qua là ca ca của Thái Hậu. Thái Hậu không phải là mẹ ruột của viên viên Vinh Hy. Rất già, về sao có thể có nữ nhi nhỏ như vậy? Rất kỳ quái. Khương Ngọc Lộ không rõ cho nên gật đầu, mơ mịt trả lời. Ngọc Lộ là trưởng nữ của gia phụ. Bên môi tô mộ thì gợi lên ý cười, Cô nương này vẫn không nhịn được nói ra thân phận của mình. Trưởng nữ, dù thế nào Khương Phu Nhân cũng đã hơn hơn 50 chuẩn bị bước sang tuổi 60 đi. Còn có thể sinh ra nữ nhi lớn như vậy thật đúng là kỳ tích. Hiên viên Hạ Thành gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn Khương Ngọc Lộ nghiêm túc dạy bảo. Ngươi nếu đã là nữ nhi của Khương Minh Cữu Gia Gia, như vậy Khương Minh Cữu Gia Gia là ca ca của Thái Hậu. Thái Nhi gọi Khương Minh là Cữu Gia Gia, ngươi lại là nữ nhi của Khương Minh Cữu Gia Gia, Vậy Thành Nhi phải gọi ngươi là tiểu cô cô, mà cô cô nhỏ như vậy không thể xưng là ngọc lộ với Thành Nhi, đây là quy củ, Thành Nhi biết mà ngươi lại không biết sao? Như thế không phải ngươi còn ngốc hơn so với Thành Nhi. Nói xong, vẻ mặt vô tội nhìn Khương Ngọc Lộ. Khương Ngọc Lộ phiền não hút vút vút tóc suy nghĩ, lo lắng giải thích. Thành Hoàng Tử nói đúng, Ngọc Lộ, nha không, thật sự là rất ngốc. Những cái này ta đều không rõ, Thành Hoàng Tử đừng trách ta, ta biết sai rồi. Tiểu cô cô cái gì chứ, hoàng thượng cũng không phải con ruột của thái hậu nương nương, cô cô, nếu như là cô cô vậy nàng. Các cung nữ cùng mama đứng bên cạnh đều thông cảm cho Khương Ngọc Lộ, cô nương này rất giống với thành hoàng tử, vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu. Tô Mộ Tịch cảm thấy chính mình cũng đã xem đủ liền chậm chạp đứng dậy, Hiên Viên Hạo Thành vội chạy đến bên người Tô Mộ Tịch giúp đỡ nàng. Tịch nhi, muốn đi đâu, thành nhi đi với ngươi. Khương Ngọc Lộ hơi hơi cúi đầu trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Thành hoàng tử đối với thành hoàng tử phi thật tốt, nhưng thành hoàng tử phi này một chút cũng không tốt, vì sao lại để cho thành hoàng tử giống như hạ nhân hầu hạ mình, hoàng hậu nương nương mà biết cũng không quản sao. Tô mộ tịch liếc mắt nhìn Khương Ngọc Lộ một cái, lên tiếng nói, tiểu cô cô tiến cung cũng hơn 10 ngày rồi nhỉ, lễ nghi học đến đâu rồi, ở trong cung có gì không tiện, có thể nói cùng ta, có lẽ hết ta có thể giúp người. Tiểu cô cô, Tô mộ tịch gọi mà có chút buồn cười không phải là tiểu cô cô sao khương ngọc lộ ngây ngốc gật đầu cảm ơn thành hoàng tử phi hoàng hậu nương nương đã an bài mọi thứ rất tốt ta không có việc gì cần hỏi thì ra là như vậy vậy ta cùng thành hoàng tử về cung trước tiểu cô cô ngươi muốn làm gì thì làm đi mới bắt đầu thì nét mặt Tô mộ tịch còn có thể bình tĩnh nhưng nhìn nữ tử này giả bộ bất chước bộ dáng của hiền viên hạo thành thì trong lòng cảm thấy khó chịu chẳng lẽ Mang thai nên tính tình nàng thay đổi, nữ nhân này cùng tô mộ tuyết làm cho người ta có cảm giác giống nhau, đều giả bộ. Bất quá lúc này nàng lại không nhìn ra được gì, xem ra nên để ám vệ điều tra thêm mới được. Nói xong, tô mộ tịch cùng hiên viên hạo thành cùng nhau rời đi. Khơ Ngọc Lộ không biết làm sao đứng ở đỉnh lý một lát rồi mới cùng tiểu thanh rời đi. Đi đến bậc thang thì không chú ý bị vấp dân suýt chút nữa thì ngã. Vỗ vỗ ngực sợ hãi quay đầu nhìn lại bậc thang. Đúng lúc này, Hiên viên hạo y tìm đến, Khương Ngọc Lộ điều chỉnh thân thể đứng thật vững rồi cúi đầu thịnh an. Ngọc Lộ thịnh an công chúa. Hiên viên hạo y thinh thường liếc mắt nhìn Khương Ngọc Lộ. Lá gan ngươi không nhỏ đâu nhỉ, lại dám chạy đến đây. Dung ma ma mới giờ đi có chốc lát mà ngươi đã chuồn mất, đợi xem lát nữa ta xử lý ngươi như thế nào. Giống bộ dạng của Hoàng Huynh, ngươi tưởng ai cũng bị ngươi lừa sao? Hai mắt Khương Ngọc Lộ hàm chứa nước mắt, bất an nhìn hiên viên hạo y. Công chúa, Ngọc Lộ sai rồi, không nên rời đi khi mama không ở đấy. Người giúp Ngọc Lộ xin mama tha tội cho ta được không? Nói xong đáng thương lôi kéo ống tay áo hiên viên hạo y. Hiên viên hạo y gạt tay nàng ra, dùng âm thanh chỉ có Khương Ngọc Lộ nghe được nói. Ngươi biết không, bộ dáng giả bộ ngu ngốc của ngươi chỉ làm cho người ta thực ghê tởm. Ngươi tiến cung có mục đích gì? Ta rất rõ, nhưng bản công chúa nói cho ngươi biết này. Bản công chúa chỉ có một hoàng tẩu duy nhất là tô mộ tịch, ngoài ra bất cứ ai cũng không chấp nhận. Dứt lời, hiên viên hạo y liền bỏ đi. Hai mắt Khương Ngọc lộ, đẫm lệ, đứng im tại chỗ. Vì sao công chúa hạo y không thích nàng? Nàng tiến cung chỉ học lễ nghi thôi mà, không có ý nghĩ gì khác. Nghe được ám vệ điều tra về Khương Ngọc lộ, tô mị tịch chấp mắt. Thư hương, không có cách nào điều tra được nữ nhân đó là ai sao? Thư hương lắc đầu. Chủ nhân, thư hương đã hỏi qua người Khương Phủ, nhưng không ai gặp qua nữ nhân kia. Thư hương nghĩ đến một khả năng, lại lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Một đứa con của một vị thiếp sao có thể được bọn họ để mắt đến? Tô Mộ Tịch gật đầu, đến cùng là loại người gì lại có thể biến mất không chút dấu vết như thế? Người này có quan hệ gì với Hiên Viên Hạo Dạ không? Nếu có quan hệ, như vậy thì đối thủ của bọn họ thật không đơn giản. Một người có thể lấy diện mạo khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người, ai mà có thể làm được như thế chứ? Giữa tháng 7, Tô Mộ Tịch xin hoàng hậu nương đương được trở về tô phủ một chuyến vương hương tú biết nữ nhi mang thai sớm đã bảo hạ nhân chuẩn bị đầy đủ mọi thứ vừa thấy tô mộ tịch đã dặn dào nàng chú ý rất nhiều chuyện tô mộ tịch bất đắc dĩ gật đầu một lúc lâu sau tô mộ tịch kêu mệt vương hương tú lúc này mới buông tha nàng để nàng nghỉ ngơi vương hương tú vừa rời đi tô mộ tịch điền cho người đến hoàng diệu viên mời tô hành diệu đến đây không lâu sau người đã đến tô hành diệu tiến lên phía trước nghiêm túc nhìn bụng tô mộ tịch Tịch Nhi, bụng của muội còn lớn hơn bụng của Tam Tẩu muội, có phải muội nói dối thời gian mang thai không? Tô Mộ Tịch chứng mắt Tam Ca nhà mình nghiêm túc, Tam Ca này, hôm nay muội tìm huynh là có chuyện muốn nhờ huynh giúp. Lúc này cũng sắp đến tháng 8, nếu đại hồng thủy xảy ra thì nhất định không thể thu hoạch lương thực, chỉ có thể nhờ Tam Ca đi xem thử. Tô Hoành Diệu nhìn Tô Mộ Tịch, Tịch Nhi, chuyện gì? Chỉ cần muội nói Tam Ca nhất định sẽ giúp muội. Tịch Nhi rất ít khi nhờ vả hắn chuyện gì, lần nào cũng là hắn tìm Tịch Nhi hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên nên chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Trong lòng tô mộ tịch ấm áp, Tam ca, chắc là huynh biết chuyện hoàng thượng phái dạo hoàng tử đi Giang Nam chứ. Tu hành dịu gật đầu, việc này toàn bộ người dân của triều đình hiên viên đều biết, cũng không có ít người dân lén nút bàn luận. Nói hoàng thượng ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, di dân, làm vậy thì phải tốn kém bao nhiêu tiền của đây. Tam ca, Lời tuyên đoán của quốc sư là tháng 8 Giang Nam sẽ xảy ra một cơn đại hồng thủy. Mặc dù hoàng thượng để hiên viên hạo dạ đến Giang Nam để di dân, nhưng không nói ở đấy sẽ xảy ra đại hồng thủy. Tu hành diệu kích động đứng lên. Thật sao? Tháng 8, đây chính là mùa thu hoạch. Nếu xảy ra đại hồng thủy thì triều đình hiên viên sẽ tổn thất rất lớn. Đến lúc đó thì người dân hoàng thành sẽ lâm vào hoàng sợ và không có lương thực. Lời nói của quốc sư, hoàng thượng không hoài nghi, Mặc dù kiếp trước nàng không tận mắt trông thấy tình trạng bi thảm sau cơn đại hồng thủy, nhưng Hoàng Thành cũng vì chuyện không có lương thực mà rối loạn một phen. Việc này nàng có thể thấy được. Tô Hành Diệu trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tịch Nhi, có phải muội muốn huynh đến Giang Nam thu mua lương thực không? Nếu lời quốc sư nói là thật thì nên có tính toán trước. Tô Mộ Tịch gật đầu. Tam ca, huynh thật thông minh chỉ cần một câu thôi đã đoán ra được suy nghĩ của Tịch Nhi. Lương thực có thể không thể thu mua hết toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải thu hoạch được một nửa. Năm trước lương thực của triều đình hiên viên có thể nói là dư thừa, nên có thiếu một nửa chắc hẳn cũng không đáng lo. Tô Hoành Diệu sờ sờ đầu tơ mộ tịch. Nhà đầu, dưỡng thai cho tốt, chuyện ở Giang Nam giao cho Tam Ca. Tam Ca nhất định sẽ hoàn thành tốt, sẽ không để người dân chết đói. Tình hình như thế này, hắn không thể không đi. Nghe xong lời nói của Tô Hoành Diệu, hốc mắt tô mộ tịch hồng hồng. Tam ca, thực xin lỗi trong lúc này lại để huynh phải rời xa Tam tẩu, tỷ ấy cũng đang mang thai. Nhưng việc này chỉ sợ ngoài Tam ca ra, ai cũng không làm được. Tô Hành Diệu lau nước mắt cho Tô Mộ Tịch, "Khóc cái gì, Tam tẩu ngươi nhất định sẽ hiểu. Hơn nữa nếu Tam ca không đi thu xếp chuyện này, rất nhiều dân chúng của triều đình hiên viên sẽ phải chết đói, không phải vấn đề là giá lương thực cao, chỉ sợ đến lúc đó có tiền cũng không thể mua được. Nếu thực sự như vậy, người dân chịu khổ không chỉ riêng dân chúng triều đình hiên viên." hành hành Diệu chuẩn bị một chút, sáng hôm sau liền rời đi. Tô Mộ Tịch trở về cung luôn cảm thấy trong lòng không yên, có cảm giác như sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, truyền tín hiệu gọi cho Thư Minh đến. Thư Minh, thủ hạ của ngươi còn có thể điều động được bao nhiêu người nữa? Thư Minh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tịch đáp, thưa chủ nhân, còn ba người. Già hoàng tử rời khỏi đây, hoàng thượng đem gần một nửa ám vệ đi theo dõi nhất cử nhất động của các đại thần. Tốt, để ba người đi giang nam bảo vệ tam ca của ta không thể để bất kỳ ai làm tổn hại đến huynh ấy, biết không? Tô Mộ Tịch vừa nói cảm giác bất an trong lòng càng lớn. Sẽ không? Chắc chắn là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Tam cá nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tổng thư mình dò dự một chút mới cung kính lên tiếng trả lời. Vâng, thư mình đi ngay. Tô Mộ Tịch gật đầu lúc này mới an tâm một chút. Tam ca, nhất định sẽ bình an trở về nhé. Tháng 8 vốn là mùa thu hoạch, nhưng Giang Nam lại xảy ra trận lũ lụt trăm năm cũng không dễ gặp. Triều đình nhận được tin tức, mấy ngày gần đây Hiên Viên Vinh Hy cùng các đại thần đều ở ngự Tư phòng bàn bạc biện pháp đối phó, mấy ngày đều không nghỉ ngơi. Mặc dù Hiên Viên Vinh Hy đã cho di rời hầu hết dân chúng, nhưng không thể di rời toàn bộ. Giang Nam là nơi trồng nhiều lương thực nhất của Triều đình Hiên Viên, tin tức Giang Nam xảy ra lũ lụt đã lan ra khắp hoàng thành. Ngay lập tức giá lương thực tăng gấp 3, Lương thực đã sớm bị những người có tiền mua hết, chuyện giang nam xảy ra lũ lụt không ai lường trước được, nhất thời người dân hoàng thành khổ không thể tả. Đáng lúc hiên viên Vinh Nghi cùng các đại thần không biết làm thế nào. Dạ hoàng tử từ giang nam trở lại, còn mang theo rất nhiều lương thực. Việc này làm chấn động người dân ở hoàng thành, trong chốc lát, việc tốt của Dạ hoàng tử đã loan truyền khắp triều đình hiên viên, những chuyện xấu trước đây nhanh chóng bị lãng quên. Tô Mộ Tịch nghe tin này thì hoảng sợ, Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng nhờ Tam ca đi làm việc này, vì sao Tam ca còn chưa trở lại mà Dạ hoàng tử lại mang nhiều lương thực như vậy quay về? Nghĩ đến chuyện kiếp trước, đúng thời gian này thì Tam ca bị bệnh nặng, có phải không? Tô Mộ Tịch ra sức lắc đầu, không có khả năng, nàng đã phái ba ám vệ đi theo bảo vệ Tam ca, Tam ca không thể xảy ra chuyện gì được. Tháng 8 chưa tới, Hiền viên Vinh Hì đã để hiên viên hạo dạ đến di rời dân chúng đi chỗ khác, lương thực cũng được thu hoạch. Ở Giang Nam ngoại trừ nhà cửa bị phá hủy, trên cơ bản cũng không có tổn thất quá lớn. Mặc dù hiên viên hạo dạ vất vả mệt mỏi quay trở về hoàng thành, nhưng việc hắn làm không những được lòng mọi người mà những trung thần trong triều đình cũng bắt đầu ủng hộ hiên viên hạo dạ. Hiên viên hạo dạ không tình nguyện đi làm việc này, nhưng lại làm cho hắn có được sự tín nhiệm của mọi người. Chuyện này khiến cho hiên viên Vinh Hy rất lo lắng. Có phải ngôi vị hoàng đế nên truyền lại cho dạ nhi? Biết việc này, trong lòng tô mộ tịch ngày càng bất an. Tam ca vốn đi thu mua lương thực nhưng mãi vẫn không trở về. Ngay cả ám vệ đi theo cũng không một ai trở lại. Có phải hiên viên hạo dạ sai người xuống tay với Tam ca? Nếu không sao hắn trở về lại mang theo nhiều lương thực như vậy? Nhưng theo hắn đến Giang Nam đều là người của Hoàng thượng. Chẳng lẽ hắn giấu mọi người việc này? Nếu thật sự như vậy không phải tam ca lành ít giữ nhiều sao? Không nên nghĩ lung tung. Không nên nghĩ lung tung. Tam ca không có việc gì đâu. tô mộ tịch ra sức nói với mình như vậy. Bàn tín hiệu không lâu sau Tùng Thư Minh liền xuất hiện. Chủ nhân, người tìm Thư Minh là muốn văn phó chuyện gì? Bà ám vệ kia còn chưa trở về sao? Tùng Thư Minh cúi đầu trả lời. Chủ nhân không có, một người cũng chưa quay về. Trừ khi những người này chết, nếu không thì cũng nên quay về rồi. Tô Mộ Tịch cố gắng bình tĩnh lên tiếng, còn có thể phái thêm ám vệ đi không? hoàng thượng đã phái ám vệ đi canh chừng những hạ thần thuộc phe của dạ hoàng tử, số còn lại đều ở trong thần hy cung. hoàng thượng đã hạ lệnh không thể điều động bất cứ ai ở đây. mấy ngày nay dạ hoàng tử có phần đắc ý, nhưng hắn càng đắc ý thì hoàng thượng lại càng lo lắng và càng lưỡng lự, cho nên phái rất nhiều ám vệ theo dõi hắn. tôi một Tịch bối rối nghĩ tới thư mai, thư minh để thư mai đi giang nam. Cho dù phải đào hết ba tấc đất ở đấy cũng phải tìm được tam ca của ta. Nhất định phải đưa hắn trở về, sống phải thấy người, mà chết phải thấy xác. Tô Mộ Tề cắn răng nói ra câu này. Tổng thư minh cúi đầu trả lời. Vâng, thư minh tuân lệnh. Tô Mộ Tuyết cùng cận băng tâm, chắc hẳn là không thể làm gì gây nguy hiểm cho chủ nhân. Vậy thì đệ nhóm các nàng đi tìm tô tam công tử cũng tốt. Trong cung, bởi vì tính tình Khương Ngọc Lộ giống thành hoàng tử cũng được hoàng hậu nương nương yêu thích vì thế dung ma ma cũng nhẹ nhàng dạy bảo khương ngọc lộ không còn nghiêm khắc như trước điều này làm nàng có rất nhiều thời gian để đến thần hy cung thấy khương ngọc lộ trong lòng tô mộ tịch vốn lo lắng nay lại bất an bởi vì nàng cảm thấy được hiên viên hạo thành đối tốt với khương ngọc lộ có chút thay đổi ngày đó ám vệ truyền tin về nói tô hoàng diệu có khả năng còn sống khiến trong lòng tô mộ tịch thoải mái đôi chút nhờ đến lời nói của hiên viên hạo thành lúc sáng mới miễn cưỡng đi đến đỉnh lý. Chưa đi đến gần, đã thấy vẻ mặt Khương Ngọc Lộ ngây thơ, lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành hỏi cái này cái kia. Tuy nhiên, Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý đến nàng, nhưng Tô Mộ Tịch cảm giác được Hiên Viên Hạo Thành không giống lúc đầu xua đuổi nàng, có đôi khi còn đáp lại nàng hai câu. Tô Mộ Tịch nhíu mày, nàng cẩn thận suy nghĩ, việc này Hạo Thành đơn thuần không đảm bảo là sẽ không trúng kế của người khác xem ra nàng nên sử dụng biện pháp mạnh. Bỗng nhiên, tô mộ tịch ngửi được một mùi hương thơm ngát. Hương thơm kia làm cho tô mộ tịch thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ được đã ngửi mùi ở đâu. Là lần đó, tô mộ tịch nhìn thấy bậc thang của đỉnh lý, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thứ này trước kia, hiền viên hạo dạ đã dùng qua, nàng nhớ rõ như in mùi hương này. Lại nhìn nha hoàn của Khương Ngọc Lộ, Tiểu Thanh, lướt mắt một cái rồi nhìn xuống bụng của mình, Đứa nhỏ, đừng sợ, nương sẽ bảo vệ ngươi. Quay đầu đưa mắt nhìn hoa ngữ, hoa ngữ hiểu ý, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tiểu thư, lúc này là thời gian người uống thuốc dưỡng thai, nô tỳ dìu người đi hồi cung uống thuốc, nếu không lưu thầy y lại trách mắng nô tỳ. Tư mộ tịch lơ đảng nhìn bậc thang, quả nhân nha hoàn tiểu thanh từ từ đi đến, Tô mộ tịch được hoa ngữ giúp đỡ, thấy hiền viên hạo thành bị khương ngọc lộ quấn lấy, Bộ dáng Hiên viên Hạo Thành muốn đẩy Khương Ngọc Lộ ra, nhưng lại sợ làm nàng ngã bị thương. Hai mắt Tô Mộ Tịch lạnh lùng nhìn một màn này, người này còn học được thế nào là tương ngương tích ngọc. Khương Ngọc Lộ này đúng là có chút bản lĩnh. Mang theo tức giận đi lên bậc thang, thì tay Tô Mộ Tịch lại bị hoa ngữ nhéo nhéo. Tô Mộ Tịch hiểu ý, một bước lên bậc thang, dưới chân bị trượt ngã nhào về phía trước. Tô Mộ Tịch vừa kêu lên, các cung nữ và mama ở xung quanh đỉnh vội đi qua tô mộ tịch cắn răng sắc mặt tái nhợt ôm bụng hiên viên hạo thành nghe thấy cũng bị hù dọa lấy lại tinh thần chạy đến chỗ của tô mộ tịch khương ngọc lộ lúc này lại giống như là ngất trong lòng hiên viên hạo thành ngất gao lôi kéo ống tay áo của hắn giống như bị dính chặt vào hắn hiên viên hạo thành dùng sức đẩy nhưng đẩy không ra hiên viên hạo thành vừa tức giận vừa lo lắng tô mộ tịch bị sao vậy rồi chân lên, tức giận đá khương ngọc lộ lấy cái. thế này hắn mới gạt tay nàng ra tới ngoài đình. cũng là lần đầu tiên hắn tức giận, đây là lần đầu tiên hiên viên Hạo thành đánh người. nhưng khi hắn chạy tới ngoài đình thì tô mộ tịch đã được tiểu thải giám ôm đến thần hy cung. trong chốc lát, đình lý chỉ còn lại khương ngọc lộ và nha hoàn của nàng. tiểu thành đi qua đỡ khương ngọc lộ dậy, lo lắng hỏi: tiểu thư, người không sao chứ? bộ dáng vừa rồi của thành hoàng tử thật đáng sợ có lẽ chân của tiểu thư bầm tím hết rồi cơ ngọc lộ giả vờ ngất tỉnh lại vừa tủi thân vừa đáng thương lắc đầu tiểu thanh có phải thành hoàng tử không thích ta hay không bây giờ hắn không thích cũng không sao nhưng nhất định có một ngày nàng sẽ khiến hắn thích mình tiểu thanh cúi đầu che giấu sự chán ghét trong mắt tiểu thư không phải vậy đâu chỉ là thành hoàng tử quá lo lắng cho đứa bé trong bụng hoàng tử phi mới không cẩn thận làm tiểu thư bị thương. Người thấy đấy, không phải là thành hoàng tử đã chịu nói chuyện cùng người rồi à? Thích người mới là lạ. Vừa rồi bộ dáng thành hoàng tử rất tàn nhẫn, đá khương ngọc lộ không hề nhẹ. Có lẽ nàng nên cân nhắc thật kỹ lại mọi việc. Khương Ngọc Lộ cắn cắn môi, chuyện hại thành hoàng tử phi bị ngã không phải do nàng cố ý. Nhưng, nàng không làm sai. Căn bản tô mộ tịch không xứng đáng làm thành hoàng tử phi, nàng không coi thành hoàng tử là trượng phu của mình mà lại coi hắn như một đứa trẻ mà nàng thì không giống thế nàng thích thành hoàng tử sẽ coi hắn như trượng phu mà kính trọng chỉ cần tô mộ tịch biến mất chính mình có thể chăm sóc cho thành hoàng tử bọn họ có thể cùng nhau sống hạnh phúc sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu một cung nữ vẫn đứng ở trong chỗ tối nhìn tất cả sự việc vừa xảy ra lặng lẽ rời đi đi một mạch tới tỉ kim cung mới dừng lại trong nội điện chỉ có hiên viên hạo dạ đỗ chính liên đã dịch dung và vi ma ma thấy tiểu cung nữ đi vào vi ma ma hơi hơi cúi thấp người đi đến bên cửa sau tiểu cung nữ cung kính cúi đầu hành lễ xong mới lên tiếng nô tỳ thỉnh an chủ nhân dạ hoàng tử vừa rồi nô tỳ thấy thành hoàng tử phi bị ngã ở đình lý trong ngự hoa viên chỉ sợ đứa bé trong bụng nàng trên mặt đỗ chính liên đầy ý cười có phải không ngọc lộ cũng ở đình lý không sao tô mộ tịch không có chuyện gì tự dưng lại bị ngã nếu vậy thì nhất định có người đã giở trò tiểu cung nữ gật đầu đúng là khương cô nương cũng ở đấy hơn nữa lúc thành hoàng tử phi bị ngã nàng lại ngã vào lòng của thành hoàng tử chẳng qua nàng bị thành hoàng tử đá rất mạnh vào người khi thành hoàng tử rời đi thì liền tỉnh lại còn bày ra bộ dáng rất oan ức thật không nhìn ra khương ngọc lộ lại là một nữ nhân mưu mô như vậy trước kia nàng có gặp qua vài lần đều là bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu. Nàng giả vờ thật tốt, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị lừa. Đỗ chính liên gật đầu. Người lùi xuống đi, không hổ là người mà nàng đã tỉ mỉ an bài. Lần này sợ là đứa nhỏ trong bụng tô mộ tịch không giữ được. Không có hoàng tôn, ta xem hiên viên vinh hy ngươi còn mong đợi vào điều gì nữa. Ngôi vị hoàng đế này, ngươi chỉ có thể truyền cho dạ nhi. Tiểu cung nữ đi rồi, hiên viên hạo dạ lập tức lên tiếng. Mẫu, chủ nhân mưu kế của người khiến dạ nhi vô cùng khâm phục mẫu phi của hắn thực sự là một nữ nhân thông minh vậy mà phụ hoàng lại không yêu thương người lúc này về mặt đỗ chính liên rất ôn nhu cười ra tiếng lần này chuyện ở giang nam dạ nhi cũng làm rất tốt không những hoàn thành chuyện hiên viên vinh hy giao cho mà còn rất được lòng người dân quan trọng nhất là đã loại bỏ được tô hoành diệu ngươi phải nhớ rằng sau khi ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, trước hết ngươi phải trừ khử tô ra, nếu không ngươi sẽ không thể an tâm ngồi trên ngôi vị hoàng đế được. Hiên viên hạo dạ gật đầu. Dạ nhi đã rõ, cho nên dạ nhi đã không do dự mà giết chết tô hành diệu. Dạ nhi phải làm hoàng thượng bảo thủ cho mẫu phi, làm cho những người đã hại nàng chết không được tử tế. Hải tử ngoan, ta chờ ngày ngươi thành công, nhưng giờ còn chưa phải là cơ hội tốt, ngươi cần bình tĩnh. Chuyện của quân vô thường, ta đã nhờ sơ huynh đi lo liệu. đến lúc đó chỉ cần hắn dẫn đầu, rồi các quần thần hùa theo, chỉ cần ngôi vị thái tử thuộc về ngươi, chúng ta có thể hành động bước tiếp theo. đỗ chính liên vỗ vỗ bả vai hiên viên hạo dạ, Trong mắt chợt lóe lên một tia độc ác. hiên viên vinh khi, ngươi hao hết tâm tư để bảo vệ nữ nhân đó cùng đứa nhỏ, chính tay đỗ chính liên ta sẽ hủy đi tất cả. sau khi ngươi chết sẽ được chôn cất trong hoàng lăng, không phải ngươi ghét ta nhất sao? đến lúc đó ta sẽ kêu dạ nhi đem ta an táng bên cạnh ngươi để ngươi mãi mãi không yên lòng không phải ngươi thích lâm ánh nguyệt nhất sao đến lúc đó ta đem cho cốt của nàng mang ra biển làm cho nàng phiêu bạt khắp nơi để ngươi mãi mãi không thể gặp được nàng ta không phải ngươi yêu thương nhất là hiên viên hạo thành sao đến lúc đó ta sẽ để dạ nhi dáng hắn sống làm thứ dân thứ dân tất nhiên không có khả năng chỉ dừng lại ở đấy hắn là thứ dân thì dạ nhi là hoàng đế mà người hoàng đế ghét những đại thần muốn nịnh bợ dạ nhi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hiền viên hạo thành lúc ấy chỉ sợ hắn muốn làm một tên ăn mày cũng không được mà không có khi hắn còn không bằng một tên ăn mày còn có không phải ngươi rất cưng chiều hiên viên hạo y sao đến lúc đó ta sẽ đem nàng gả cho cổ như quân là một quả phụ sống đến chết Hiền viên hạo dạ nhìn thù hận trong mắt đỗ chính liên tay nắm chặt chủ nhân người yên tâm dạ nhi sẽ thật cẩn thận Ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ đoạt được. Cũng như những việc hắn đã chịu đựng trong thời gian qua, hắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Thần hy cung loạn thành một đoàn. Các cung nữ ma ma đi tới đi lui. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng đến đây, chất vấn những người quỳ trong phòng. Họ hỏi tất cả mọi người mà không ai tìm ra nguyên nhân. Đến kiểm tra bậc thang tô mộ tịch bị ngã nửa ngày, cũng không tìm ra được manh mối nào. Hiên viên Hạo Thành bị hoa ngữ và sảo tâm ngăn lại ở bên ngoài, không cho phép đi vào. Cho dù vẻ mặt hắn có đáng thương thế nào, hoa ngữ và sảo tâm cũng nhất quyết không cho hắn vào. Không lâu sau, Lưu Thái Y đi ra, thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương gấp gáp hỏi, không cần đa lễ, nói mau, tịch nhi thế nào rồi, đứa bé trong bụng thì sao? Ban đầu Lưu Thái Y cũng có chút sợ hãi, nhưng khi bắt mạch xong thì yên tâm không ít. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, khi ngã xuống thành hoàng tử vi đã lấy tay bảo vệ bụng nên chỉ bị động thai thần kê một đơn thuốc thành hoàng tử vi uống vào thì sẽ không có việc gì nhờ tới lời tu mộ tịch đã dặn dò lưu thấy y lại nói thêm một câu nhưng hiện tại thành hoàng tử vi cần nghỉ ngơi mọi người đừng vào quấy giày nói xong có ý tứ khác liếc mắt nhìn hiên viên hạo thành hoàng tử ngốc này sao lại đắc tội với hoàng tử vi nói rõ không cho hắn vào quấy giày nàng hiên viên hạo thành đang ồn ào muốn đi vào liền yên lặng tử thân liếc mắt nhìn mọi người. Tịch Nhi không muốn gặp hắn, vì sao? Hắn rõ ràng không làm sai cái gì, lúc này lại không cho hắn ở bên cạnh Tịch Nhi cùng đứa nhỏ. Trong phòng Tô Mộ Tịch đưa tay vuốt vuốt bụng đã nhô lên, trên mặt tràn đầy vẻ ôn nhu. Vuốt một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Cục Cưng, vừa rồi đã dọa con rồi, không phải nương cố ý, nhưng nếu nương không làm thế, phụ thân ngốc của con sẽ bị người khác lừa đi cũng không biết." lần này nương phải để cho phụ thân ngốc của con nếm chút tư vị đau khổ để xem hắn còn dám cùng nữ nhân khác nói chuyện không ngày mai nương đem con quay về tô phủ nếu hắn không nhận ra mình sai ở đâu chúng ta cũng không cần để ý đến phụ thân ngốc của con nữa hơn nữa nương quay về để nói với mợ con là cậu con không có việc gì nếu không nàng và biểu ca hoặc biểu muội của con sẽ rất lo lắng nhé cô cưng con nói xem cậu có nhất định sẽ bình an trở về đúng không Nói xong, tôi Mộ Tịch buồn cười vỗ vỗ đầu mình, cúi đầu ra vẻ thương lượng cùng đứa nhỏ trong bụng. "Nương thật là ngốc, cục cưng còn chưa thể nói chuyện. Không thì như vậy đi, nếu con cảm thấy cậu nhất định không có việc gì thì con liền đá một cái được không? Cục cưng, con mau đá đi." Vừa nói vẻ mặt Tô Mộ Tịch chờ mong nhìn bụng của mình. Có lẽ đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch cảm nhận được lo lắng của nàng, nàng lại có thể cảm thấy đứa bé đá nàng một cái. Huyết mạch tương liên thật kỳ diệu đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng, tô mộ tịch xúc động viền mắt ửng đỏ. Nàng không xác định có phải đứa nhỏ đá nàng hai cái không, là tay cùng chân cục cưng cùng động sao? Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đá, tô mộ tịch vui mừng muốn nhảy dựng lên, rất muốn gọi hiên viên hạo thành vào để hắn cũng cảm nhận được. Nhưng nhớ đến bộ dáng hắn nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ mà tô mộ tịch trầm xuống quyết định không nói cho hắn. Chắc là mệt mỏi, đứa nhỏ động hai cái liền dừng lại, tư mụ tịch sờ bụng. Cục cưng, con đá nương, này chứng minh cậu con không có việc gì. Tin tức của thư mai tỷ tỷ truyền về là đúng phải không? Tam ca nhất định không có việc gì. Hiên viên hạo dạ, người dám ra tay với tam ca của ta. Một ngày nào đó, ta nhất định cho người nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Các bạn vừa nghe xong nội dung của tập 14 bộ truyện Phô Quấn Ngốc và những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ liên tục đăng tải trên kênh Gác truyện các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.